Đây, thì hôm nay NTN sẽ quyết định là quay trở lại và làm tiếp tục là series Đại ca học đường tập 6 cho anh em nhá. Thì ở tập 5 ấy, mình thấy anh em ủng hộ video của NTN rất là nhiều luôn. Thì cái video này được hơn 400k view chỉ trong vòng 2 ngày thôi. Và cái video này được lên top 21 thịnh hành trò chơi anh em ạ. Thì mình cảm ơn tất cả anh em nhá. Thì mình chỉ mong là ở cái video này anh em bấm like này để giúp cái clip này của NTN được 30k like. Đừng quên rằng là anh em nhớ phải bật cái chuông thông báo lên nhá, để mỗi khi NTN ra Đại ca học đường thì anh em có thể xem được đầu tiên nhá. Và anh em nhớ là phải xem đến cuối clip, đừng có tua một giây nào nha, để NTN còn có tí tiền để tiếp tục là duy trì làm YouTube nha anh em. Đó, chứ không có tiền thì NTN ăn mì tôm hơi mệt đấy. Nên là anh em nhớ phải xem đến cuối, đừng có tua nha. Ok, thì không linh tinh lên thuyên nữa, thì bây giờ NTN sẽ tóm tắt qua cái tập 5 để cho anh em nó chưa xem thì anh em có thể hiểu nha. Ở tập 5, sau khi biết tin người yêu mình bị trùm trướng Tăng Gem Mix bắt cóc thì NTN đã ngay lập tức lao xe đến để giải cứu. Nhưng mà do đi một mình nên là NTN chỉ biết đứng nhìn và quay xe trở về trong sự bất lực. Sau khi về tới nhà thì NTN tự trách mình và dằn vặt vì không cứu được người yêu. Lúc đấy thì NTN chỉ biết nghĩ về những cái kỷ niệm hạnh phúc bên Ngọc Diễm. Một lúc sau, Tú Dubai, đàn em thân cận của NTN đã bay từ bên Mỹ về giải sầu cùng đại ca. Sau một hồi nói chuyện thì Tú Dubai đã nghĩ ra cách, đó là nhờ anh Abu, một giang hồ khét tiếng ở cái vùng này, đến để giải cứu Ngọc Diễm. NTN thì là một người có tài ăn nói nên là đã thuyết phục được anh Abu đến giành lại người yêu từ tay Tăng Gem Mix. Sau khi đến nơi thì anh Abu đã dùng cái tiếng tăm của mình và trực tiếp nói chuyện với trùm trưởng Tăng Gem Mix. Sau khi nói chuyện một hồi thì Tăng Gem Mix đã hứa là sẽ thả Ngọc Diễm ra, nhưng mà sau khi anh Abu rời đi thì Tăng Gem Mix lại nật mặt. Cuối cùng thì NTN cũng không giải cứu được người yêu và phải cùng đàn em Tú Dubai chạy để giữ lấy mạng sống. Anh không ngờ được thằng Tăng Gem Mix nó có thể nật mặt nhanh được như vậy. Không biết là bây giờ Ngọc Diễm ở đây có bị hành hạ hay không. Anh buồn lắm. Hay là bây giờ mình thử đi nhờ anh Abu một lần nữa đi, xem liệu anh ấy có giúp hay không. Em nghĩ anh Abu chỉ giúp mình được như vậy thôi anh. Bọn này nó khôn quá, nó đợi anh Abu về rồi nó lật mặt, đúng là bọn chó. Thế bây giờ phải làm sao rồi em? Dù anh với Ngọc Diễm đã từng hứa hẹn rất là nhiều. Anh đã hứa với Ngọc Diễm là sau khi anh giàu, anh thành công thì anh sẽ lấy Ngọc Diễm. Mà bây giờ em thử nhìn xem, Ngọc Diễm thì bị như thế. Công ty, nhà cửa, các thứ anh đều bán hết rồi. Anh chả biết làm sao nữa. Thôi anh không phải buồn đâu, hay bây giờ mình lập kế hoạch tự giải cứu chị Diễm đi. Mình không cần nhờ ai hết. Còn có ai nữa đâu mà lập kế hoạch em. Giờ chỉ còn mỗi anh với em. Công ty của anh thì bán rồi nên là đàn em của anh nó bỏ đi hết. Bọn nó thì đông, làm sao mình có thể làm gì được. Thì mình không có đông người thì mình dùng trí tuệ anh ạ. Có phải cứ đông là thắng đâu anh. Giờ em có kế này anh nghe qua nè. Đâu, chú có kế gì hay chú cứ nói anh nghe xem nào. Giờ anh gọi điện cho nó bảo là trả tiền cho chúng nó. Mày đùa anh à Tú. Giờ công ty anh bán hết rồi, tiền đâu mà trả cho chúng nó. Từ từ anh nghe em đã. Bây giờ anh bảo là đưa chúng nó ra quán hát xong rồi bao tất cả tem của chúng nó. Xong anh cứ giả vờ bảo là cứ nhảy đi, khi nào về anh trả tiền cho chúng nó. Nhân lúc chúng nó đang quậy mất tập trung anh lẹn về nhà cứu chị Diễm. Anh hiểu ý em không? À, anh hiểu ý chú nói rồi. Có nghĩa là bây giờ anh gọi điện cho thằng Tăng Gem Mix, xong bắt đầu là hẹn chúng nó đi ba. Đến cuối giờ hết nhiêu tiền thì anh trả hết. Kiểu như giả vờ như mình là người có tiền đúng không? Xong bắt đầu đợi chúng nó mất tập trung thì anh với mày đi cứu Ngọc Diễm. Ý kiến của chú hay đấy. Giờ anh gọi luôn cho thằng Đăng đi anh. Ok, để anh gọi nó luôn. Alo, à đây. Đăng Gem Mix hả? Tao là NTN đây. À, thằng NTN. À thế gọi tao có việc gì? Mày có đủ tiền chưa? Tao lấy đâu ra tiền nữa? Hôm trước tao bán công ty, bán nhà, bán đất được 200 tỷ. Tao đưa cho mày thì mày không nhận. Mày cứ đòi đủ 300 tỷ cơ. Giờ thì tao cho gái hết rồi, chả còn đồng nào dính túi cả. Thế mày gọi tao làm gì? Tao đùa mày thế thôi, chứ cái tiền tao bán công ty thì tao đi mua xổ số. Chả hiểu tại sao thế nào lại trúng được hơn 300 tỷ. Nên là hôm nay tao quyết định là mời mày với tất cả các đàn em của mày đi ba. Còn riêng về vấn đề tiền nong ấy thì chúng mày không phải no, cứ tiệt ga đi. Ngày hôm nay hết nhiêu thì tao trả hết. Còn lúc nào về thì tao sẽ chuyển khoản đủ cho mày số tiền mày yêu cầu tao hôm trước. Thế nào ok chưa? Mày nhớ mồm mày nhá. Mày nhìn mặt tao uy tín thế này cơ mà. Ai như cái loại mày nật mặt nhanh hơn cả người yêu cũ của tao. Ok, vậy hẹn mày 20 giờ tối nay tại quán ba cổng trời. Nhớ mang đủ 300 tỷ đưa tao thì tao mới thả người yêu mày ra. Ok, tao uy tín mà. Thế nào rồi anh? Ui sợ, anh tưởng thằng Đăng này nó như thế nào cơ. Do nó là đại ca mà nó ngu vãi cả trưởng ra. Anh nói như thế mà nó còn tin sách cả cổ. Ok, vậy cứ thế đi anh, em về ăn cơm đã, đói quá. Ok, được rồi, về ăn cơm đi em. Tối nhớ chở anh qua quán ba cổng trời nhá. Đúng là kế sách hay, hảo hán, hảo hán. Đăng Gem Mix, tối nay mày xác định với tao. Tao đến rồi đây. Thằng này đến đúng giờ nhỉ? Thế mày có đi với ai không? Không, hôm nay tao chả đi với ai cả. Hôm nay tao đi có một mình thôi. Vào thanh toán tiền đi. Tao đã nói với mày qua điện thoại rồi cơ mà. Tiền nong thì chúng mày không phải no à. Tao đã chuyển khoản cho chủ quán từ ở nhà cơ. Bây giờ anh em vào quẩy thôi. Anh em lên, quẩy.
Alo Tú ơi, anh đi à? Anh ơi, xuống nhà đi, em dưới này rồi. Ok, anh xuống đây. Diêm ơi, anh sắp cứu được em rồi. Anh em cứ quẩy đi nha, đợi tôi xíu tôi đi vệ sinh ấy nha. Đi thôi em, không chúng nó phát hiện. Thôi hỏng rồi Tú ơi, mày nhìn trước mặt kia kìa. Thôi chết rồi, nó vẫn còn hai thằng canh ở nhà. Thằng đang giam mic này nó không phải là dạng vừa đâu Tú ạ. Anh cũng không nghĩ là nó sẽ để hai thằng em ở nhà để canh chừng Ngọc Diễm đâu. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây Tú ơi? Cũng gần 10 rưỡi rồi. Nếu mà 10 rưỡi thì quán bar nó sẽ đóng cửa. Quán bar mà đóng cửa thì thằng đang giam mic nó sẽ về. Nếu mà nó mà về thì kế hoạch hôm nay coi như là hỏng bét rồi. Làm sao đây? Hay là bây giờ như thế này đi, em sẽ đánh lạc hướng chúng nó, nhân lúc nó chạy ra đuổi em thì anh vào đưa chị ra ngoài. Thế thì không được, nếu mà chúng nó bắt được em ấy thì chúng nó sẽ giết em đấy, không được đâu. Yên tâm đi anh, em không sao đâu. Thôi được rồi, mọi chuyện hôm nay trông cậy hết vào chú đấy. Chú nhớ cẩn thận nha. Cứ thế mà làm nhé anh. Ok được rồi, bây giờ chú ra đánh lạc hướng chúng nó đi. Nhớ là phải cẩn thận nha. Còn việc cứu chị thì cứ để anh lo. Mấy thằng chó kia đố mới bắt được tao. Hay quá, bọn nó đi rồi, bây giờ mình sẽ vào cứu Ngọc Diễm thôi. Em ơi, anh đến cứu em rồi đây. Diễm ơi. Khoan, từ tắt nhạc đi, thằng nó tên ở đâu rồi nhỉ? Em cũng đang thắc mắc. Nó bảo nó đi vệ sinh mà nửa tiếng rồi chưa thấy nó quay lại. Chúng mày ra xem thử, nó đi vệ sinh không chưa? Để em xuống xem sao. Thôi kệ nó, bây giờ anh em mình quẩy tiếp. Anh ơi, nó trốn về rồi. Thật không? Thật anh ơi, không tin thì anh xuống mà xem. Chết rồi, hay là nó đi về cứu con Ngọc Diễm. Thôi đi về xem sao. Vâng, anh đi luôn đi, không nó cứu được con Diễm thì hỏng bét đấy. Anh đến rồi đây, chạy luôn đi em ơi, không thằng đang giam mic nó về, chạy luôn. Thằng kia đứng lại, mày định chạy đi đâu? Ok thì NTN xin cảm ơn tất cả những anh em nào đã xem đến cuối clip này. Thì anh em nào chưa bấm like thì anh em bấm ngay vào nút like để ủng hộ LTN đi. Và anh em nhớ là đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên nha. Bye bye tất cả anh em.